Hello, mình xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Hôm nay mình mời cả nhà cùng thưởng thức nghệ thuật bonsai và trở về thập niên 70, sôi động với ca khúc Disco Daddy Cool, tác giả George Graham và Franz Farians. Ở trên cover bởi Mr. Trắng, anh xã của mình nha cả nhà. Và bây giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức vui vẻ nhé. Cả nhà mình coi cái cây nó có cái gốc rất là già, nhưng mà tiếc rằng là mình không biết nó đã bao nhiêu năm, bởi vì mình và anh xã được anh chồng của mình cho cái cây này đó. Đẹp ha cả nhà ha. Thank you.
Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Mong rằng đại dịch này sớm qua đi để mọi người luôn vui vẻ bình an với gia đình. Và mong rằng những ai đã chẳng may mắc phải cơn bệnh COVID thì được sớm lành bệnh và trở lại vui vẻ cùng gia đình, bình an hạnh phúc. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây. Bye bye cả nhà nhé. Bye bye.